Khoa học TV xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ nói về quần thể di tích cố đô Huế, di sản văn hóa thế giới. Vị trí địa lý: quần thể di tích cố đô Huế nằm dọc hai bên bờ sông Hương thuộc thành phố Huế và một vài vùng quận phụ thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Thành phố Huế là trung tâm văn hóa, chính trị, kinh tế của tỉnh, là cố đô của Việt Nam thời phong kiến dưới triều nhà Nguyễn từ năm 1802 đến năm 1945. Lịch sử: từ năm 1306, sau cuộc hôn phối giữa công chúa Huyền Trân nhà Trần với vua Tràm là Chế Mân, vùng đất Châu Ô, Châu Lý, vùng Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và một phần của Bắc Quảng Nam ngày nay được lấy tên là Thuận Hoá. Vào nửa cuối thế kỷ 15, thời vua Lê Thánh Tông, địa danh Huế lần đầu tiên xuất hiện. Năm 1636, phủ chúa Nguyễn đặt ở Kim Nong, Huế, tới năm 1687 rời về Phú Xuân, thành nội Huế ngày nay. Vào những năm đầu của thế kỷ 18, Phú Xuân là trung tâm chính trị, kinh tế văn hóa của xứ Đàng Trong. Từ năm 1788 đến 1801, Phú Xuân trở thành kinh đô của triều đại Tây Sơn. Từ năm 1802 đến 1945, Huế là kinh đô của nước Việt Nam thống nhất dưới sự trị vì của 13 đời nhà vua Nguyễn. Cũng vào thời gian này, tại đây đã hình thành các công trình kiến trúc lịch sử văn hóa có giá trị, mà tiêu biểu là kinh thành Huế, đặc biệt là khu đại nội có 253 công trình, 7 cụm lăng tẩm của 9 vị vua Nguyễn, đàn Nam Giao, Hổ Quyền, Điện Hoàn Chiến. Giá trị văn hóa: bên bờ Bắc có sông Hương, hệ thống kiến trúc biểu thị cho quyền uy của chế độ Trung ương tập quyền Nguyễn là ba tòa thành, Kinh Thành Huế, Hoàng Thành Huế và Tử Cấm Thành Huế, lồng vào nhau được bố trí, đăng đối trên một trục dọc xuyên suốt từ mặt Nam ra mặt Bắc. Hệ thống thành quách ở đây là một mẫu mực của sự kết hợp hài hòa nhuần nhuyễn giữa tinh hoa kiến trúc Đông và Tây, được đặt trong một khung cảnh thiên nhiên kỳ thú, với nhiều yếu tố biểu tượng sẵn có tự nhiên đến mức người ta mặc nhiên xem đó là những bộ phận của kinh thành Huế. Đó là núi Ngự Bình, dòng sông Hương Giang, cồn Dã Viên, cồn Bọc Thanh. Hoàng thành giới hạn bởi một vòng tường thành gần vuông với mỗi chiều xấp xỉ 600 m, với bốn cổng ra vào mà độc đáo nhất thường được lấy làm biểu tượng của cố đô. Ngọn môn chính là khu vực hành chính tối cao của triều đình Nguyễn. Bên trong hoàng thành, hơi dịch về phía sau là Tử Cấm Thành, nơi ăn ở sinh hoạt của hoàng gia. Xuyên suốt cả ba tòa thành, con đường thần đạo chạy từ bờ sông Hương mang trên mình những công trình kiến trúc quan yếu nhất của kinh thành Huế: Nghinh Nương Đình, Phu Văn Nâu, Kỳ Đài, Ngọ Môn, Điện Thái Hòa, Điện Cần Chánh, Điện Càn Thành, Cung Khôn Thái, Lầu Kiến Trung, vân vân. Hai bên đường thần đạo này là hàng trăm công trình kiến trúc lớn nhỏ bố trí cân đối đều đặn, đan xen cây cỏ chập chờn khi ẩn khi hiện giữa những màu sắc thiên nhiên, luôn tạo cho con người một cảm giác nhẹ nhàng thanh thản. Xa xa về phía tây của kinh thành, làm hai bên bờ sông Hương lăng tẩm của các vua Nguyễn được xem là những thành tựu của nền kiến trúc cảnh vật hóa. Kiến trúc lăng tẩm ở đây mang một phong thái hoàn toàn riêng biệt của Việt Nam. Mỗi lăng vua Nguyễn đều phản ánh cuộc đời và tính cách của vị chủ nhân đang yên nghỉ. Lăng Gia Long mộc mạc nhưng hoành tráng dễ núi rừng trùng trùng đẹp đẹp, khiến người xem cảm nhận được hùng khí của một chiến tướng từng trải trăm trận. Lăng Minh Mạng uy nghi bình chỉnh đang đối giữa rừng núi, hồ ao được tôn tạo khéo léo, hẳn có thể thấy được hùng tâm đại trí của một chính trị gia có tài và tính cách trang nghiêm của một nhà thơ quy củ. Lăng Thiệu Trị thâm nghiêm vừa thâm trầm u uẩn giữa chốn đồng không quạnh quẽ cũng thể hiện phần nào tâm sự của một nhà thơ siêu việt trên văn đàn song không lối được trí tiền nhân trong chính sự. Lăng Tự Đức thơ mộng trĩa tình tạo lên chủ yếu bằng sự tinh tế của con người. Phong cảnh nơi đây gợi cho du khách hình ảnh của một tao nhân mang lặng lỗi liềm chắc ẩn bởi tâm huyết của một nhà vua không thực hiện được qua tính cách yếu ớt của một nhà thơ. Ngoài ra, những địa danh tô điểm thêm nét đẹp của quần thể di tích cố đô Huế có thể kể đến là sông Hương, núi Ngự, chùa Thiên Mụ, Bạch Mã, Lăng Cô, Thuận An. Tại phiên họp lần thứ 17 của Ủy ban Di sản Thế giới Colombia từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 12 năm 1993, UNESCO đã quyết định công nhận quần thể di tích cố đô Huế là di sản văn hóa của nhân loại, một sự kiện trọng đại lịch sử văn hóa Việt Nam. Tài sản đầu tiên của Việt Nam được ghi tên vào danh mục di sản thế giới, khẳng định giá trị mang tính toàn cầu của quần thể di tích cố đô Huế. Quần thể di tích cố đô Huế là di sản văn hóa thế giới theo tiêu chí số 4, đã hội đủ các yếu tố tiêu biểu cho những thành tựu nghệ thuật độc đáo, những kiệt tác do bàn tay con người tạo dựng, có giá trị to lớn về mặt kỹ thuật xây dựng, nghệ thuật kiến trúc trong một kế hoạch phát triển đô thị hay một chương trình làm đẹp cảnh quan tại khu vực văn hóa của thế giới. Một quần thể kiến trúc tiêu biểu của một thời kỳ lịch sử quan trọng, kết hợp chặt chẽ với các sự kiện trọng đại, những tư tưởng hay tín ngưỡng có ảnh hưởng lớn, hay với các danh nhân lịch sử.
Mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe video. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo của mình nhé.